Vâng, hello, chào thằng chị mà con có buổi trưa nha. Chiếc máy anh em này em xe cờ ru màu vàng. Bên Thịnh thì hôm qua có cập nhật rất là nhiều á, thì cũng có nhiều anh em điện Thịnh là kêu quay một chiếc xe cờ ru mà giá rẻ nhất tại cửa hàng. Vâng, ok, thì em này là em cờ ru 2010. À, chỉ có 230 triệu. Chắc xe còn đẹp tuyệt vời. Và xe ngay chủ anh em cũng rút hồ sơ rút. Muốn ủy quyền thì ủy quyền anh chị nha. Kế bên đây có xe màu trắng, phía xa xa có màu đen, phía trong kia có màu đen, màu đỏ, phía ngoài kia thì có màu xanh nữa. Nói chung là màu đỏ nữa. À đúng rồi, rất là nhiều dòng xe cờ ru chờ anh chị em mình ha. Màu bạc cũng có luôn. Anh em có thể đến đây tham khảo lấy thử, chờ thử dòng cờ ru màu bạc thì cũng còn một xe. Thằng anh em mình muốn nữa thì sẽ có A quay màu bạc luôn. Đó, em này đúng mâm 14 green theo xe, 4 vỏ mới tinh. Anh em mua xe này tiết kiệm được tới 10 triệu về mua cái vỏ ha. Tiết kiệm được 10 triệu. À, 4 cái vỏ mới. Chất xe còn rất là đẹp và liền anh chị, máy số gầm là khá là êm rồi anh chị ơi. Bao xài, bao chạy, bao chém, bao đầu. Có lip bô dưới luôn nè anh chị. Mình thùng sơn si, xe này khỏi phải chê. Còn rất là khỏe và đẹp, anh em thấy không? Cặp vỏ nè, quá trời dày luôn anh chị. Lời quá trời lời luôn. Gầm khỏi phải chê anh chị nha. Gầm đẹp tuyệt vời bầm. Cái gầm này em đánh giá là 10 điểm. Gòn nóc xe cũng còn rất là mới, khỏe xe luôn anh chị nha. Dàn ghế được trang bị lập ọc 5D mới tinh, túp lô túp ly heo màu tông sập tông vô so với dàn ghế. Bắt cửa bản lề còn rất là khỏe và đẹp. Túp lô túp ly khỏi phải chê anh chị nha. Keo chỉ nguyên bản 100%, bon điện đầy đủ anh chị nha. Xe không lỗi nhỏ, bao xài nha anh chị nha. Giá này là bao tốt luôn, bao anh em dọ giá luôn. Và hỗ trợ giao lưu, hỗ trợ trao đổi với bà con. Và có bớt chút đỉnh cho bà con. Và có trả góp cho anh chị em bà con thân yêu luôn. À, túp lô túp ly tay vịn nè. Vâng sần nè, đúng xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Phát hiện taxi dịch vụ tặng luôn xe cho thêm tiền anh em đi về nhà nha. À, bách cửa bán lề rất là đẹp, bon điện nữa nè. Riêng nguyên bản anh chị, xe được chủ nhân lên màn hình đèn rồi, có bản, có cái mặt dưỡng luôn, rất là sang xe anh chị ha. Vô lăng 43 chấu đặc trưng của dòng Cru. Và xe được trang bị là hai túi khí anh chị ha. Trần bọc heo xe ở dàn ghế luôn nè. Máy số gầm khỏi phải chê, em du anh chị. Đăng kiểm vào tới tháng 12 năm 2023, đăng kiểm còn quá trời lâu lâu lắc luôn anh chị ơi. Đó. Xe này là không có chủ chê anh chị nha. Giá tiền rất là rẻ rồi. Chạy 189.000 anh chị ha. Ô đô chạy 189.000, màn hình Android chà bá rất là xịn sò luôn nè anh chị. À, ngon lành chưa? Ở trên đây sẽ được trang bị thêm một cái camera hành trình luôn. Không biết có cái cam gear không đây, không biết. Cam gear, ok, cam gear là có luôn anh chị nha. Máy số gầm thì nó quá êm anh chị. Xe này mua là anh chị mình mua về chỉ việc là lên xe và đi thôi. Túi khí là đầy đủ nè. Em quá anh chị ơi. Nó 230 triệu à. Mặt máy nè chị, máy em chung à. Khổ nè. Máy thì giờ quá, xin rửa máy lại nha. Giống như xe thường lệ quay anh chị ha. Mấy giờ hay anh em đến mua xe mới tinh. Keo chỉ nguyên bản nè anh chị ha. Keo chỉ phụ nè. Máy là không một miếng hơi miếng khói nha anh chị nha. Máy rin nha anh chị nha. Đó. Máy quá êm luôn. Tí xíu rửa máy xe luôn Hiếu ơi, máy giờ hay à. Sơn đầu sơn đít thẳng đen nha anh chị nha. Xe không lỗi nha. Rất là nhiều xe Cru đang chờ anh chị em mình ha. Màu trắng 2013 nè anh chị, full đồ chơi luôn. Cũng vẫn có màn hình nè, Android như xe kia, cam gear hành trình đầy đủ. Và nên được chụp đèn mắt mèo phía trước nè, đèn bi led dưới nè. Thì xe này để cho anh chị bà con mình là 260 triệu mắc hơn chí tí ha, cao hơn 3 năm. Thì đăng kiểm nó sẽ được kéo dài hơn và cái mẫu này là máy mới nữa anh chị ha. Đó là 260, em này là 230. Còn rất là nhiều dòng xe khác và đang chờ anh chị xa xa, anh em thấy màu đỏ, màu đen đang chờ anh chị em mình nè. Anh chị em mình cứ qua lựa chọn lấy thử, chạy thử vô tư nha. Xe nào cũng có bớt hết trơn anh chị mình cứ mạnh dạn lên. Cứ alo cho em qua số điện thoại của nhân viên tư vấn bán hàng là 0866678971. Anh em nào có nhu cầu giới thiệu xe mua lấy hoa hồng hoặc là giới thiệu người để em bán xe lấy hoa hồng, liên hệ inbox trực tiếp cho Zalo chính thức của em là 0397026935. Rồi cảm ơn anh chị em bà con mình nhiều nha.